Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 19, em là Kim Phụng. Hôm nay sáng nay em tiếp tục bán hàng kiến năm Lào nha mọi người. Hôm qua thì hết rồi, hôm qua thì hàng mặt hoa với một số hàng kiến thì là hết rồi. Hôm nay em tiếp tục bán cái lô này. Lô này thì em sẽ phân theo giá rẻ, tức là 300.000. Bởi vì theo nhiều khách hàng gọi thì bảo là lớn quá, không có đủ điều kiện để mua. Thì hôm nay em sẽ phân cái hàng này với cái giá rất là rẻ, là chỉ từ 300.000 thôi nha. Đây, dưới này là những cái lô 300.000 này. Mỗi lô đều là 300 nha, không phải là 500 như mọi khi nữa. Lô K là em ký hiệu là hàng kiến, tức là hàng nhỏ nha. Mỗi lô thì đều là giá là 300.000. Đây là lô K1 này, hai cây như thế này. Mầm gốc nó lên được 15 sen hết rồi nha. Kiến từ rừng về, rất là khỏe mạnh luôn. Cây thì vẫn còn tươi đây. Lá thì hơi bắt đầu rủ rủ một chút rồi, nhưng mà ngọn đi đồ vẫn là hoàn toàn bình thường, không bị sao hết nha. Và đây là cây thứ hai. Hôm qua em quay hàng thì em có khá nói là nhanh, cho nên là khách không có nắm được như thế nào. Hôm nay thì em sẽ nói chậm lại một chút nha. Thì đây là lô số 1 này, hai cây như thế này. Mầm gốc lên rất là ổn định rồi nha, và thân già cũng rất là nhiều. Đây, cây rất là tươi và khỏe mạnh luôn ạ. Đó, thì đây là lô K1 nha, giá là 300.000, hai cây như thế này. Rồi tiếp tục K2. K2 cũng là hai cây 300. Mầm lên rất là đẹp luôn nè. Cây rất là khỏe mọi người. Cây này lá rất là cứng nè, lá tím rất là cứng, dày, bản lá tròn. Rồi đây là cây số 2. Cây số 2 thì nó cũng như vậy luôn, lá xếp rất là đều và không có bị mất một cái lá nào hết. Hàng vẫn tươi và hoàn toàn là bình thường. Thân già thì người ta cột lại để giữ cây cho nó không bị lung lay đây. Thì đây là lô 2 nè, hai gốc, hai cây như thế này, giá cũng là 300. Nói chung là giá này rất là rẻ rồi đó. Mọi người lấy về chúng ta có thể làm giống vừa với túi tiền. Rồi lô số 3. K3 thì giá cũng là 300 cho hai cây này. Hai cây này thì khá là xanh luôn. Thân rất là mảnh, lá tre rất là dài, cực kỳ dài đây này. Thân cây này rất là xanh này. Trong những cái lô năm Lào này thì nó rất là nhiều hàng xanh. Là thân mảnh cho nên lá nó cũng bắt đầu rủ rất là nhiều nè mọi người. Đó, thân già thì rất là nhiều. Hai cây này mầm gốc lên khá là lớn rồi. Mầm gốc được 30 sen hết rồi nha. Đó, cây bên này cũng như vậy, rất là khỏe mạnh nha. Rồi đây là lô K3 này. Đó, quay kỹ cho mọi người nhìn một chút. Rồi K4 đây, cây K4 thì có hai gốc. Đây cây này này, cây này nó lên được hai gốc rồi này, hai mầm tơ rồi. Thân già thì rất là nhiều, và cái đây cũng như vậy luôn, thân già rất là nhiều, mầm còn khá là tươi nha, rất là tươi luôn. Đây là lô K4 này, 300.000 luôn, 300.000 được tới 3 mầm lận. Rồi K5 cũng là 300. Đây có một cây thân tím này, cây này thân là tím, lá rất là dày luôn đó, mà lá mặt sau rất là dày và cứng khỏe nha mọi người. Rồi đó là cây đầu tiên. Cây số 2 thì nó dài, mầm gốc nó dài được 25 sen rồi. Cây này lên cũng khá là xanh, hàng này rất là xanh luôn. Lá thì cũng hơi bị héo một chút thôi, nhưng mà hàng rừng thì nó rất là khỏe. Đây là cây K5 nha mọi người, lô K5 này, giá cũng là 300. Rồi tương tự K6 cũng như vậy, em có hai cây. Đây là K6 này, hai cây, mầm gốc lên được 20 sen rồi. Đó, mầm gốc đều lên được 20 sen, lá xếp rất là đều, khỏe, ngọn đi bình thường, thân già cũng rất là nhiều nha. Đó, cây này rất là tươi nè. Lô K6 ạ, giá cũng là 300.000, hai cây nha. Rồi K7 cũng là hai cây 300. Đây, lô này, hai cây 300, hàng rất là đẹp luôn ạ. Hàng này nó thân nó mảnh, thường những cái thân mảnh này thì ra cánh hoa nó rất là thanh thoát á. Đấy. Còn cái hàng mà mọi người thấy là cái hàng mà lá to, hàng va, hàng đồ là không bao giờ có cái kiểu lá to, lá đồ nha. Thân to mà thân mảnh thì nó hay ra những cái hoa rất là đẹp luôn đó. Rất là mướt như thế này nha. Rồi đây là lô K7 nè, hai gốc như thế này, giá là 500.000. Rồi lô K8, bắt đầu từ lô K8 là ba cây 300 nha mọi người. Đây, K8 sẽ là ba con kiến như thế này. Gọi là kiến thì nó nhỏ, kích thước của nó thì từ 10 đến 20 sen thôi nha. Đây, ví dụ ba cây này thì mầm gốc nó lên được 10 sen rồi, 20 sen hết rồi. Đây là K8 nè, ba cây. Trong đó có cây này rất là khỏe nè, cây này tím nè, lá to, rất là cứng cáp và khỏe mạnh luôn. Cây bên này cũng như vậy nè, lá nó hơi bị rụng một chút nhưng mà nó vẫn hoàn toàn khỏe, bình thường lắm. Hàng rừng thì mọi người yên tâm, về trồng thì nó không có bệnh, cũng không có chết gì đâu. Rồi tiếp tục K9, ba cây như thế này. Đây là cây đầu tiên nè, là K9 nè. Đó, cây đầu tiên lá rất là tím nè. Rồi cây số 2, đây, cây số 2 này, cũng tương đối là tím nè. Và đây là cây số 3, rất là khỏe, mầm gốc lên rất là nhiều luôn, cực kỳ khỏe mạnh luôn. Ba cây này đều đa số là tím hết nè. Ba cây này giá chỉ có 300.000 thôi. Rồi lô K10 cũng như vậy luôn.
ba cây 310 thì lá nó hơi te tua một chút, tuy nhiên nó có đặc điểm là xanh. Cây ở giữa này rất là xanh nè, cực kỳ là xanh luôn nha mọi người. Đó, nó rất là xanh. Hàng rừng thì nó ăn nắng 100% rồi, bên nữa rừng Lào thì nắng gió thôi rồi. À, cây này thì nó lại tím nè. Đó, một cây xanh và một cây hai cây xanh và một cây tím nha. Đây là lô K10 này, giá cũng là 300.000 cho ba cây. Rồi K11. Đây, K11 cũng 300 luôn. Thì nó có cây ngoài cùng này là cây tím liệm luôn nha. Đấy, cây ngoài cùng này là cây rất là tím nè. Rồi, cây nhỏ hơn nè. Đó, và cây ngoài đây. Cây ngoài đây thì lại là cây xanh, mầm gốc lên được 15 sen nha. Còn hai cái này mầm gốc lên được 10 sen. Đó là lô K11 nè, giá là 300. Rồi, K12, ba cây thân khá là mảnh, lá tre, lá dài luôn. Lá tre rất là dài. Đó, thân già rất là nhiều, về làm giống thì rất là ok. Đây là lô K12 này, giá là 300. Rồi K13 cũng như vậy luôn nhé mọi người, 300.000. Ba cây này rất là cứng nè. Có cây này là thân nù nè, thân già nó khá là nù và to nè. Đó, cây đầu tiên nè, thân già nù và to nè. À, đây là cây số 2 nè. Đó, cây số 2 lên được cái mầm tím nè. Và đây là cây số 3. Đây, cây số 3 thì lá với lá chân nó hơi bị rụng thì nó te tua rồi, nhưng mà ngọn nó vẫn còn nguyên nhé, nó chả bị sao đâu. Đây, thân già nó vẫn rất là bình thường nè. Đó, đây là lô K13, giá là 300.000. Rồi, em giới thiệu sang hàng lớn nhé. Hàng lớn thì bắt đầu từ lô 14. Lô 14 là hàng lớn. Đấy, mọi người soi cái kích cỡ nè. Hàng lớn so với hàng kiến nè, thì hàng lớn nó sẽ gấp đôi nhé. Rồi, đây là lô 14 nè. À, bắt đầu từ lô 14 là hàng lớn rồi. Kích cỡ được 35 sang trở lên nhé. Đây, hai gốc như thế này, giá là 500.000 nha mọi người. Thân già rất là nhiều nè, mầm gốc lên được 35 sang hết rồi. Đây là lô 14 nè, 500 hai cây. Rồi lô 15 cũng như vậy luôn, 500 cho hai cây này. Lá nè, lá xếp rất là dày nè. Cây này lá xếp rất là dày nè. Lá vẫn còn rất là xanh nha. Tương tự, cây bên này lá rất là to nè. Bạn lá rất là to, dày, cứng luôn. Đây là lô 15 nè, giá 500. Trời em trời mưa to quá, không có phát trực tiếp được, wifi nó hay chập chờn quá. Rồi lô 16 nè, 16 cũng là 500, lô này đẹp nè, cây thân già rất là sáng màu luôn. Đó, lô 16 nè, hai cây 500, nhiều thân già. Rồi 17 là 300 cho cây này, mầm gốc lên được 40 sang rồi nhá. Đấy, bạn lá rồi hoàn toàn là bình thường, thân già rất là nhiều, mặt hoa đều là hoàn toàn sổ số hết ạ. À. Rồi 18 cũng là 300. Đấy, những cây này nó tương tự nhau thôi mọi người, nó khác gốc ấy, nó không phải cùng một gốc đâu, nhưng mà hình thái thì nó cũng tương tự nhau. 18 300. Rồi 19 này, 19 cũng là 300. Cây này dài nè, tới 50 cm lận, lá xếp thì khá là thưa, thân già lại được hai thân già mà cây vẫn đang đi ngọt bình thường, khỏe mạnh nha. Rồi cây 20 giá là 400 cho cây này. Cây này thân rất là to và khỏe luôn, thân cũng rất là xanh. Đây, thân thấy rất là xanh luôn, xanh lắm nhưng mà nó không có sạch đâu. Đây là cây 10-20 này, giá là 400. Cây này khỏe, mầm gốc lên rất là to. Rồi, cây 21 cũng là 400. Thì cây này nó không xanh bằng cây bên kia này, thân nó vẫn có nhiều nốt tím này. Tuy nhiên lá nó đi rất là dễ, khỏe mạnh luôn. Lá đi đang còn bình thường, lá cũng không có bị dập nhiều cho lắm nha. Rồi, đó là cây 21 này, giá là 400. Đó, 21-400 là cây này. Và cuối cùng cây 22 là 500. Cây này thì gốc rễ rất là bự nè, lá cũng rất là bự, cứng, cáp, khỏe mạnh. Và đồng thời nó còn có một cái quả ở trên này nữa nè. Lâu lắm rồi mới gặp cái hàng có quả đó. Bởi vì bây giờ người ta khai thác triệt quá, toàn là hàng non không. Cây này, nó khá là già rồi, bản lá nó rất là to nè. Cây 22 này giá là 500.000 nè. Ngọn thì nó vẫn đi bình thường đó. Lá nó to, có cái điều lá nó hơi te tua một chút thôi. Rồi, đó là toàn bộ số hàng của ngày hôm nay. Khách hàng mua hôm nay chúng ta vui lòng nhanh tay gọi điện cho em nhé. Hôm nay em bán khá là rẻ, bởi vì chiều nay em còn đi làm nữa. Rồi xin chào mọi người, chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nhé.